Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Tốn và Chuyện, và mình là Quý Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá trong đơn hàng lần này mình sẽ tiếp tục review về những tập truyện gì ha. Trong tuần này chúng ta sẽ có rất là nhiều bộ truyện, rất là nhiều chuyện chúng ta thấy đáng mong chờ nha các bạn. Một cái gọi là combo quá trời nhiều luôn. Chúng ta có Kỳ Án Siêu Nhiên tập 8 nè, Phòng Huyết Khế Khai Hiên Gặp Địa tập 2 nè, Blue Barrier tập 11 phiên bản đặc biệt nha các bạn, được đăng cái textbook. Rồi Hánh Hạch Rave tập 4 nha các bạn, tập 3 James series Ali in the Bar tập 4 Giả Ngoại Hỉnh Hơi các bạn, Giả Ngoại Hỉnh Hơi tập 8 nha, được tặng kèm bút kẹt ngoài đấy. Học Viện Siêu Hồn Variantes tập 6 nè, 66 Satan tập 9 nè, One Sportman tập 23 nè các bạn, Lớp Học Rùng Rợn tập 9 nha các bạn. Tập 9 này chúng ta sẽ không có quà nha, tập chẳng chúng ta mới có quà. Yu-Gi-Oh! GX tập 6 nè, rồi Kaguya Cuộc Chiến Tổ Tình tập 11, tập 12 Học Viện Siêu Anh Hùng phiên bản Limit nha các bạn. Đây rồi Chaisoman tập 7, Chú Hột Hồi Chiến tập 10 phiên bản thường nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ và comment một con số hết phía dưới nha. Nếu video này sau một tuần đạt 5.000 view, mình sẽ dành tặng cho 20 bạn, mỗi bạn một cuốn bất kỳ trên màn hình, các bạn được tự chọn nha. Một cuốn bất kỳ mình sẽ tặng cho 20 bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá tập 2 của Suki Bằng Bên nha các bạn. Thì trên màn hình các bạn đây là bản đặc biệt. Đối với bạn đặc biệt chúng ta sẽ được tặng kèm cái bót cạc rất là xịn các bạn, dày dặn đáng yêu và rất là to luôn. Mình khá là bất ngờ với cái tấm bót cạc này các bạn, to lắm luôn. Ở ngoài sẽ có một lớp phủ ni lông để bảo vệ chống trầy cho các bạn. Đối với tập này chúng ta được một bìa rời, bìa rời không được cán bóng là mờ gì hết bạn, một bìa bình thường thôi. Đây Suki Bằng Bên, nhưng chữ Suki Bằng Bên được làm nổi lên nha các bạn. Này đây là Suki Bằng Bên tập 2 nha các bạn. Thì tập này giá tiền là vẫn như tập 1 nha các bạn, là 55.000. Nếu các bạn mua ở trang web hoặc cái trang thương mại điện tử sẽ có giảm giá thêm nha các bạn. Đây một số nội dung bên trong, giấy được in trên giấy BB80 cũng khá là xịn sò đấy các bạn. Thì nội dung tập 2 là kể về là tiếp nối những tình huống dở khóc dở cười tập 1. Suki Bằng Bên tập 2 sẽ giới thiệu với độc giả quá khứ đen tối mà Suki muốn giấu mãi, giấu kín. Và để giúp Suki giấu kín quá khứ đó, Yokoi đã phải lao tâm khổ khởi rất là nhiều. Nhưng chở chiều 2, cậu bạn Suki lại chẳng biết Yuki đang bảo vệ mình mà lỡ cười cợt cô bé. Khi Yuki quyết định nung nấu ý định báo thù, bên cạnh tập 2 thì còn có sự xuất hiện của Goto, cô bạn muốn thân thiết với Yuko nhưng lại hiểu lầm Suki với Yuko là một cặp. Những câu chuyện hài hước thư giãn xoay quanh các cô cậu học trò tinh nghịch vẫn tiếp tục. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một số hết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.